Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Hôm nay em xin giới thiệu các bác bộ trường kỷ gỗ lim này. Lim Nam Phi chất xanh nha, cực đẹp luôn nha các bác. Bộ này là hàng chung nha các bác. Chân hàng chung, chân 9 chỉ, dài 2m nha các bác. Đấy. Rồi, em quay cho các bác xem này. Chất gỗ này. Đấy. Chất rất là đẹp luôn, chất xanh đẹp luôn nha các bác. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Đấy, các bác xem này. Bọn em đong 9 chỉ nha các bác. Hiếm đục này này. Chuyện này. Đấy các bác xem ấy, gỗ cực kỳ đẹp luôn, chất xanh, già dặn. Đấy các bác xem phần tay cuốn phần mặt này. Đấy, rất đẹp luôn nha các bác. Đấy, bộ này ngoài thị trường thì không dưới 10 triệu đâu các bác nha. Đấy, thì em công khai báo giá trực tiếp bộ sản phẩm này luôn cho các bác nha. Em đang lên mấy bộ như này luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại nha, để không phải màn hình video nha. Đấy, chất gỗ lim Nam Phi nha các bác. Chất gỗ cực kỳ xanh luôn, chất cực đẹp. Đấy. Đấy. Quay vào bàn cho các bác xem này. Đấy, bàn nó cũng đẹp. Đấy, quay vào trước cho các bác xem này. Bộ này được tứ quý nhá, tứ quý lòng chảo. Đấy. Đấy, các bác xem này. Chất gỗ cực kỳ đẹp luôn các bác. Bộ này mới yếm chuyện tàu lá sắt đi các bác. Ván này đục lòng chảo. Đấy, mặt 3 chỉ cân nha các bác. Mặt 1/8 đậu ấy. Đấy cái bàn nó này. Đấy, chất cực kỳ là đẹp luôn. Chất xanh lét này. Đây bộ này em mới dựng thông mộc thôi, chưa nạo trà chiếc gì hết. Đấy, nạo lên nó còn vân còn nổi nữa các bác. Mộng mẹo thôi, em cũng không giới thiệu nhiều đâu vì biết à. Làm mộng rất là cẩn thận rồi. Đấy. Đường nét các thứ ấy, đục ấy. Nói chung phù hợp giá tiền với các bác. Đấy. Bạn nào có nhu cầu cứ alo cho em nha, số điện thoại để có phải mình video nha. Bộ này vẫn đang bán công khai là mộc 9 triệu nha các bác. Ngoài thị trường những cái bộ như này không bao giờ dưới 9 triệu, dưới 10 triệu cho các bác. Đấy. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Chất xanh già đẹp. Đấy. Đấy, em chỉ quay sơ sơ qua các bác để ngắm chất gỗ thôi, chứ còn đường nét đục thì nó chỉ có vậy thôi. Đấy, vì hàng nó gọi là vừa tiền mà. Đấy, mộng này các bác xem uy tín thế. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em, có số điện thoại có phải mình video nhá. Đấy, em đang lên mấy bộ như này luôn các bác. Đấy, thì xong trước bộ thì thôi, để bàn giao trước cho khách ra. Đấy. Đấy, sau rất là đẹp luôn nha, không rác rưởi đâu các bác. Đấy. Chất gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chất xanh lim Nam Phi chất xanh. Đấy, trong kia mấy bộ vụ to lên em đục mãi chưa xong. Đấy, để em quay video giới thiệu các bác sau. Bộ đấy có một người khách chốt rồi, còn một bộ thôi. Đấy, chất cực kỳ đẹp luôn, chất xanh. Đấy, bác nào có nhu cầu cứ liên hệ cho em qua số điện thoại nha, em để có phải màn hình video nha các bác. Đấy, bộ này em bán 9 triệu rồi mộc. Đấy, chưa tính phí vận chuyển đâu nha các bác. 9 triệu là bán tại nhà đấy. Thường nhiều bác cứ bảo 9 triệu là đã gồm vận chuyển chưa thì em chịu, giá này làm sao mà bao vận chuyển cho các bác được. Đấy. Đấy.